Kính thưa anh chị em, gia đình là nền tảng của xã hội và là nền tảng của giáo hội. Tuy nhiên, đứng trước những thách đố của ngày hôm nay, chúng ta thấy có nhiều gia đình bị đổ vỡ, có nhiều gia đình bị ly tán, có nhiều gia đình bị tan nát, cho nên con cái thì hư hỏng, con cái lưu lòng, không có người giáo dục. Và như thế, đời sống gia đình sẽ không còn là gì nữa. Chúng ta mới nghe đọc đoạn tin mừng, nói rất rõ về việc ngay từ đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng nên con người, thì Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ. Và người nam, người nữ đó đã trở nên một huyết nhục, trở nên một xương, một thịt. Họ không còn là hai, nhưng họ chỉ là một xương một thịt. Điều đó chứng minh rằng đời sống vợ chồng, đời sống gia đình là một điều rất quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì khi chúng ta chấp nhận hôn ước, chúng ta ký kết một hôn ước, tự chúng ta làm nên bí tích hôn phối, thì chúng ta đã ký kết với nhau, sống trọn vẹn với nhau suốt đời. Và chỉ một vợ một chồng mà thôi. Đó là về bí tích hôn phối. Chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô đã nâng lên hàng bí tích. Vậy thì thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha, tức là Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã làm hai cử chỉ rất quan trọng khi Ngài trở về thăm quê hương của Ngài ở Ba Lan. Cử chỉ thứ nhất là ngày viếng mộ song thân của Ngài. Ngài quỳ xuống dưới mộ, hôn trên mộ. Ngài cho chúng ta hay rằng cha mẹ là đấng sinh thành ra chúng ta. Chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, chúng ta phải yêu mến cha mẹ, và chúng ta phải luôn luôn giữ gìn đời sống gia đình. Cử chỉ thứ hai Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm, đó là cử hành các thánh lễ kỷ niệm 50 năm, 25 năm và những thánh lễ đầu tiên của những đôi hôn phối mới cưới lần đầu. Ngài đã cử hành bí tích đó, những bí tích đó. Ngài cử hành bí tích đó để gióng lên một tiếng nói: hãy bảo vệ lấy đời sống gia đình, hãy luôn luôn gìn giữ đời sống gia đình, để đời sống gia đình được êm ấm, đời sống gia đình được tốt đẹp. Anh chị em biết, trên thế giới ngày hôm nay có nhiều nước người ta coi đời sống gia đình giống một cái gì đó sống thở mà thôi. Khi thanh niên nam nữ lớn lên, thì thanh niên nam nữ, ví dụ người nam dẫn người nữ về gia đình của mình và sống như thế, sống thở, sống vội, rồi nếu hợp thì họ ở với nhau, còn nếu không hợp thì họ bỏ nhau. Cho nên đời sống luân lý không còn là gì. Nhưng đối với chúng ta thì sao? Đối với chúng ta tại đất nước Việt Nam này, chúng ta thấy thì đối với đất nước Việt Nam của chúng ta, gia đình vẫn là một cái gì đó rất quan trọng, và người ta vẫn giữ được nề nếp gia phong của gia đình, của từng gia đình. Còn đối với người Công giáo của chúng ta thấy chúng ta sống trong các sứ đạo toàn tòng. Các sứ đạo toàn tòng là những sứ đạo toàn là người Công giáo không thôi. Cho nên anh chị em biết, người Công giáo chúng ta nhìn nhau, chúng ta sống. Và các vị chủ chiên luôn luôn dạy bảo, và những lời giảng dạy của các chủ chiên luôn luôn được các người Kitô hữu ngoan ngoãn vâng theo. Cho nên ở trong các giáo xứ toàn đồng của chúng ta, ly dị và chúng ta các gia đình tan nát rất ít, họa hoắn lắm mới có một hai gia đình mà thôi. Đó là những gia đình rất là đặc biệt. Còn hầu hết chúng ta vẫn giữ được nề nếp của đời sống gia đình Công giáo của chúng ta. Đó là điều quý hóa lắm, thưa anh chị em. Bởi vì nếu chúng ta sống, chúng ta coi gia đình không là gì, chúng ta muốn bỏ nhau lúc nào thì bỏ,
thì chúng ta thấy đời sống hôn nhân sẽ trở thành một cái gì đó giống như chúng ta thay một cái áo, chúng ta thay một chiếc quần chẳng hạn như vậy, thì đời sống gia đình của chúng ta sẽ không còn là gì cả. Chính vì vậy, chúng ta hãy bảo vệ đến đời sống gia đình của mỗi người trong chúng ta. Bởi vì chúng ta sống không thể không có gia đình được. Anh chị em biết, ở trong đoạn tin mừng này cũng nói tới nhiều loại người ta có thể sống độc thân. Nhưng chỉ có một loại người ta hiểu được giá trị của nước trời. Và khi người ta hiểu được giá trị của nước trời, người ta tự nguyện để sống đời sống độc thân. Đó là những người sống đời sống tận hiến vì nước trời. Anh chị em biết, những người sống tận hiến vì nước trời, tự mình tự nguyện hy sinh, chứ không ai bắt buộc mình như thế. Bởi vì nếu mình không chấp nhận đời sống tận hiến thì mình đi ra ngoài để mình lập gia đình. Còn khi chấp nhận đời sống tận hiến thì mình sống đời sống như mình đã tuyên hứa. Đó là điều mà chúng ta hiểu rất rõ về đời sống của những người tận hiến, và chúng ta cũng hiểu rất rõ về đời sống của từng gia đình chúng ta. Sáng nay khi đọc đoạn tin mừng của Thánh Matthew nói về đời sống gia đình, thưa anh chị em, tôi thiết nghĩ rằng đời sống gia đình là một đời sống rất quý hóa. Không có gì quý hóa bằng gia đình cả, và không có gì hạnh phúc bằng gia đình cả. Anh em đi tu, các linh mục, các tu sĩ nam nữ thì đã bỏ đời sống gia đình riêng tư của mình để chấp nhận một đại gia đình lớn. Một đại gia đình đó là đại gia đình sống chung với nhau. Các tu sĩ sống chung với nhau trong các cộng đoàn, trong các dòng tu, các linh mục sống chung với nhau trong các giáo xứ để phục vụ giáo xứ. Chính vì vậy, anh chị em mới cầu nguyện cho các nữ tu, cầu nguyện cho các linh mục, và đặc biệt anh chị em hãy cầu nguyện cho từng gia đình của anh chị em, để đời sống hôn nhân của anh chị em luôn luôn là đời sống bị ràng buộc, nghĩa là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Amen.